Ơ chồng tôi vậy á, cứ gặp mặt là cãi nhau hoài à. Làm như bữa nào không cãi lộn không ngủ được vậy đó. Bởi vậy không lẽ cãi nhau hoài. Bây giờ vợ chồng chúng tôi quyết định tạm thời chia tay nhau để thử thách. Mà công nhận, không biết mấy anh sao chứ, đang có vợ cái tự nhiên mỗi người nơi sống thoải mái thiệt nha. Muốn đi lúc nào đi, muốn ngủ lúc nào ngủ, muốn ăn... Cái này hơi kẹt. Hình như lúc này ăn mì gói hơi nhiều. Tại đâu biết đâu ăn đâu. Thú thiệt với quý vị, nhiều khi mình cũng thèm cái món canh chua cá kho tộ của bà nấu ghê á. Tại mình bà nấu mình vừa miệng ăn à. Nhưng mà hú khe. Không lẽ cái gì món canh chua cá kho tộ mà tôi phải chạy nghe bà cằn nhằn suốt cuộc đời hả? No way man. Bởi vậy bây giờ tôi chính thức, tôi là một người độc thân. Ra đường gặp mấy em đẹp đẹp hiên ngang dòm, không sợ bà lấy, không sợ bà la. Hai em à, em single. Can you give me your phone number? Anh ơi, có điện thoại kìa. Nữa điện thoại nữa. Anh ơi, có điện thoại kìa. À, đọc thân cái số cái tiếng này thấy ghét. Có điện thoại kìa. À, anh nghe liền. Hello. Ủa, Vicky hả con? Sao con? Hả? Mẹ gửi con bà ngoại rồi hả? Cái gì? Mẹ đi chơi? Cái gì? Đợi đất ơi, thấy không, đàn bà đó, sao con, mẹ diện lắm hả? Mặc cái áo lầm đổ lét à hả? Đợi đất ơi, cái gì? Còn hở trước hở sau nữa? Trời đất ơi, bà này bà gan quá ta. Hồi đó có tôi ha, bà mặc đồ thiếu điều trùm mền luôn á. Bây giờ mới chia tay ra, bà hở trước hở sau. À, con, à, được rồi, con chờ ba nha. Để bà về, ba ăn tiệc xong bà về, bà ghé thăm con ha. Ờ, à, ok con, ok, bye, bye, bye. Hello. À, hello, má hả? Tụi nó sắp ngủ rồi hả má? Rồi rồi má ơi, má, lát hồi trước khi ngủ má cho tụi nó uống sữa giùm con nha. Mà hâm nóng nghe, bị bụng nó yếu lắm, nhớ giùm con nghe má. Rồi tối nhiều khi mấy đứa nít nó hay đạt mền lắm, má đắp mền giùm con nghe má. Rồi rồi rồi, con nhớ tụi nó quá. Tiệc ở trong đang ồn ào dữ lắm mà con ra ngoài giường nè, con gọi cho má vậy đó. Sao má? Trời ơi, má biết mười mấy năm nay ở nhà nuôi con không giờ con ăn diện ra. Trời ơi, đàn ông con trai ngó con quá trời luôn á má. Mà tao là Mỹ cơ mà má ơi. Chắc trước này con lấy Mỹ quá má ơi. Kệ lấy Mỹ nó đỡ khổ, mà nó nói tiếng Mỹ mà nói tiếng Việt đỡ gây lộn, con mệt gây lộn quá rồi. Dạ, rồi rồi, có gì con về nghe má. Má mà già con nhớ tụi nó rồi rồi má. Thì con về liền á má. Thì con vô con ăn tiệc liền. Dạ dạ, con vui lắm má. Con... Hi. Hi. Đâu hả? Con tiệc. Đâu hả? Con tiệc. Ok, bye. Chà, hôm nay diện đẹp quá ha. Ủa, bây giờ mới biết là tôi đẹp hả? Thank you nha. Cái đầm này sale 75% off phải không? Ê cha, bởi vì tôi nói mà tôi gặp anh là tôi nuốt vô trong bụng này, không gây là không được mà. Ông ngon vô trong đám tiệc, ông nói luôn 75% off luôn đi. Ủa? Trời ơi, muốn sale nhiều sale tự nhiên la lớn là sao vậy? Đâu cần phải la. Trời đất ơi, bà mê on sale tới mức độ nha. Cái chỗ nào cần on sale bà chạy tới liền à. Mặc dầu không cần thiết bà cũng mua nữa. Trời ơi, nhưng mà on sale nó tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Ngân quỹ mà tốn tiền thêm á. Tôi hỏi quý vị nè, nhà có hai cái toilet à. Vậy mà kỳ rồi qua mặt on sale á, on sale cái đồ thục cầu. Bà về bà chạy ra bà mua 8 cái thục cầu đem về tới nhà. Bà chứa kho thục cải loại không hết nữa. Vậy mà hòa tiện. Anh không biết lo xa gì hết trơn à. Đó, coi như nhà mình đồ thục cầu xài không hết thì có tiền có tùng mình gói mà đi tặng. Giống như nè, nhà anh Tám tân gia, tôi lấy 4 cái đồ thục cầu tôi gói với bông tôi tặng, thấy không? Quá thiết thực, đâu có ai nghĩ mà tặng đồ thục cầu ngày tân gia đâu, thấy không? Trời ơi. Đó, còn nữa. Gì? Mình đang sống khỏe gần chết à. Cái tự nhiên có bữa bấm cửa gara ra thấy bà khiêng 4 cái xe lăn vô. Hỏi bà tại sao bà mua xe lăn vậy? Bà không, tại vì nó on sale. Trời ơi. Ờ, thôi bà, vậy thôi bà trụ tôi chết luôn đi, mà mua xe lăn gì vậy? Ủa? Tự nhiên tôi mua xe lăn tôi chuộng chết làm chi? Tôi phải cầu ông sống chứ. Ông chết ai xài xe lăn tôi mua? Trời ơi, coi nói vậy đó. Chứ còn gì nữa. Thôi tôi nói nghe là gặp anh nó, trời ơi, em thì em gặp anh em sợ cái lộn lắm rồi. À, tự nhiên tiệc tùng tự nhiên mời chung vô à. Tôi nói thiệt nha, tôi mới có một đời chồng thôi nghe, mà sao tôi kinh nghiệm đàn ông không thể tưởng tượng được đó. Tôi nói thiệt á, đàn ông nha còn có người này người khác, chứ chồng nó thằng cha nào cũng y như cha đó à. Trời ơi, sao y chang, sao là y chang quá, y chang luôn. Tôi nói nghe,
Trước khi cưới quá tuyệt vời, sau khi cưới quá tuyệt vọng. Trời ơi. Trời ơi. Thấy không? Chị em phụ nữ ủng hộ vỗ tay quá chừng, thấy không? Trời ơi, mấy anh ở đâu không giúp tôi cái đi, ngồi ngó cười không à. Tôi hỏi anh nè, đó, anh nhớ không, trước khi cưới không, ngày nào anh cũng tặng em bông hồng ở trơn à. Sau khi cưới một cái bụp, không còn cái bông nào ở trơn á. Có phải là quá tuyệt vọng không? Bởi vậy, bà này mới nông cạn lắm mà. Tôi hỏi mấy anh nè, câu cá là mình cần có mồi để nhử, mà câu được rồi lấy mồi nhử làm gì nữa? Trời ơi. Trời đất ơi. Vậy mà cũng nói. Bởi vậy tôi thiệt á, thân phận chị em phụ nữ ai nói đi qua Mỹ Lady First sao tôi không thấy à. Đó giống như con cá vậy, mấy ông nhử nhử, mấy ông câu vô đã, mấy ông quăng vô chảo chiên ăn hết trơn á trời à. Bởi vì tôi nói thiệt á, bởi vì coi vợ không ra gì hết trơn, ra đường gặp con gái thơm thớt nói cười vui vẻ. Hey, can you give me your phone number baby? Đàng hoàng, về nhà nhìn mặt vợ, mặt sưng xỉa là như khỉ táo bón vậy. Thấy không? Bây giờ vợ tôi vậy, tôi nói thiệt nha, nông cạn, mấy bà nông cạn lắm. Cứ thích nghe cái lời đường mật ngọt ngào mà giả dối. Sao vậy? Trong khi đàn ông chúng tôi nè, có thương vợ để trong lòng. Trời đất. Deep inside. Trời ơi, ông deep quá, tôi chẳng thấy đâu hết trơn à. Bởi vì người ta nói là phải mà. Sao? Đàn bà á nha, yêu bằng cái lỗ tai. Đúng. Thích nghe nịnh không mà. Đúng rồi, đàn bà tụi tôi yêu bằng cái lỗ tai. Đàn ông mấy ông yêu bằng cái bàn tay đó. Yêu vậy á. Thôi, bây giờ bà nói vậy bà coi được không? Hồi xưa cũng nhờ cái bàn tay vàng này mới mê tôi á. Hey, đi ngồi vô tiệc cái khai luôn đi. Khai gì bây giờ mà nói xấu tôi nữa. Gì vậy? Hả? Nói mai vậy? Tôi hẹn bạn tôi. À, hẹn với Huệ gì? Không phải con Huệ. Với hẹn ai? À, con Hồng phải không? Không phải con Hồng. Tôi biết rồi, bà này bà con Mai phải không? Không phải con Mai, tôi hẹn con trai được không? Cái gì? Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Cái gì? Bà ngon quá ha. Gì vậy? Bà có chồng con rồi, bây giờ bà ăn diện hở hang lòi da lòi thịt ra, bây giờ nói trước mặt tôi bà hẹn trai phải không? Ủa gì vậy? Phải gì? Không? Anh nhớ lại giùm mẹ em đi anh. Tụi mình đang trong thời gian chia tay mà, Mạnh Ai nó sống làm gì mà mặt đỏ bừng bừng nói trời, văng mưa mùm vô tôi vậy cha. Coi lại giùm cái đi, Mạnh Ai nó sống cha. Chia tay. Bởi tôi thấy việc đời vô lý ghê đó mấy ông nha. Ra đường của em này em kia, cái mọi người khen trời cha đào hoa lắm. Còn mình buồn cái có một người bạn trai đi cái bị chê là lẳng lơ. Ô, không có phe em xíu nào hết trơn á. Thì bà muốn quen em bà quen. Chứ sao quen, sao quen, trời bạn trai tôi được lắm anh ơi. Bạn gì? Đàn trai thiệt hả? Bạn trai đó đàng hoàng lắm à. Đàng hoàng hả? Muốn không? Muốn tôi kể cho không? Ai vậy? Anh ta đó là một đàn ông trung niên trên 50 tuổi. Không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, không trai gái, chưa một lần sang ngang. Ê, gì? Vậy thôi mời ông vô chùa tu đi. Trời ơi, đàn ông 50 tuổi, không cờ bạc, không rượu chè, không trai gái, ở đâu tìm ra vậy? Một là vô chùa tu, hai là nói vậy nè, chưa có vợ. Cái tật á, chuyên môn là không nghĩ không có đẹp về người ta chứ trơn. Tại người ta đàng hoàng, người ta lo ăn, lo học, lo làm, lo ăn. Bây giờ người ta lớn rồi, tụi người ta chưa lấy vợ, lấy vợ. Ông biết không, ông trên 50 tuổi rồi đó, mà hiện giờ còn đang sống chung với mẹ già 96 tuổi á. Trời. Cho biết vậy đó ha. Bà rất thành công trên con đường sự nghiệp. Xin làm quen với những cô em trên 40 tuổi, gian dở càng tốt. Là tôi đúng tiêu chuẩn rồi không đó. Gặp lần đầu nghe, nếu hợp sẽ tiến thẳng tới hôn nhân liền. Đã chưa? Mới gặp lần đầu tiên mà tiến thẳng tới hôn nhân. Chứ sao? Cái này có môn hôn mê với hôn nhân. Ê gì? Nhưng mà làm nghề gì? Trời ơi, giờ nói nghề tôi mới nói nè. Đang làm một cái nghề hot nhất tại nước Mỹ này cho anh biết. Trời, tưởng làm nghề gì? Ai về làm nghề chữa lửa? Chữa lửa đâu chữa lửa? Làm gì chữa lửa? Thì bà nói nghề hot nhất nước Mỹ này. Trời ơi, hot nhất nước Mỹ này làm biết gì không? Gì? Đang làm là địa ốc. Làm real estate, làm cái loan officer. Nói chung là về đất đai là ông trời hết á. Trời ơi, ngon ha, lúc này làm nghề địa ốc rồi ha. Chứ sao? Trời mà anh thấy không? Anh thấy giá trị của em không? Đó em ở nhà mười mấy năm em nuôi con, em bước ra đường nè, có người khác vớt liền. Ai anh vậy? Trời ơi, tiệc tùng vui mà đi có một mình ơ nè ông ơi. Trời, bà này ở mấy tôi mười mấy năm nay mà không nói ngọng, tự nhiên nay bà nói ngọng à? Sao vậy? Cái gì vậy? Cái gì? Tôi về điên mình hả? Xin lỗi bà nha. Từ cái ngày chia tay bà ra tới giờ đó nha. Đi ăn phở cũng hai mình á. Trời ơi, chảnh quá. Hôm kia đi ăn tiệc, xin lỗi
hôm nay có người tới liền với tôi á. Là sao? Ý là sao? Ý là sao? My girlfriend. Cái gì? Ông nói lại tôi nghe coi. Yeah. Ông nghĩ ông đứng trước mặt vợ con mà ông dám nói my girlfriend, con nào ba đầu sáu tay dám vào vô tôi chặt lên tại chỗ, con nào ông nói tôi nghe coi hả? Vừa phải thôi ông gan. Đừng nóng giận nha hả? Tại sao vậy chứ hả? Mình ly dị rồi đó hả? Đừng có cãi lộn cho hả? Đang chia tay nhau đó hả? Tôi quên. Đang trong thời gian chia tay. Mạnh ai nấy sống mà. Không ai thèm quan tâm tới ai hết. Chia cho nó mệt. Ai thèm quan tâm tới ông đâu. Nhưng mà con đó mấy tuổi nó nghe coi hả? Nó nhiều tuổi vậy? Nó nghe coi. Con đó nhiều tuổi nó nghe coi. Rất trẻ hả? Và rất thương yêu tôi. Đặc biệt nhất là còn trẻ mà không đòi học xoàn đâu đó nha. Trời đó, bởi vì tôi nói đàn ông u mê ám chướng là vậy đó. Mấy em trẻ nó thương anh thiệt lắm, nó không đòi anh học xoàng gì hết trơn. Nó đâu thèm đòi học xoàng cho nó đâu, nó đòi học xoàng cho má nó thôi à, biết chưa? Trời bởi ơi vậy, mấy bà lúc nào cũng nói xấu mấy em không mà, tôi nói thiệt. Đặc biệt cái cô này nha, lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ nha. Ủa vậy không hả? Phải như bà đâu nha. Lo từng miếng ăn giấc ngủ hả? Nè ông nhìn cái nút quần ông sắp tuột rồi kìa đó, thấy không? Vô trong cái là tuột giữa đám đông bây giờ á. Trời ơi, bởi vậy không có tôi là không được. Trời ơi, em ơi đơn, nút quần em ơi ủi áo tùm lum tà la đó, đó theo em, có cái nút quần sắp tuột kìa. Thấy chưa, đó, tôi nói đó. Ủa? Cái gì? Sao tay bà làm dính dầu nhớt không vậy? Đâu dính đâu. Sao vậy? Thì bánh xe nó bị xì, nó cạy hoài, nó ra bực mình đón taxi đi chứ không có gì chơi. Nói hay chưa? Cái gì nữa? Không có tôi là không có được mà. Trời ơi, tôi nói quý vị nghe, cái bà này nè, bà lái xe. Bác chỉ cần biết lên xe rồ máy nổ chạy thôi à. Bánh xe rớt nào không cần biết. Đó, đổ xăng cũng tôi, thay nhớ cũng tôi. Rồi bây giờ chứ không có tôi á, bánh xe bể làm sao thay được. Đi taxi, bởi vì không có tôi là không có được mà. Trời ơi. Đó, 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 thôi anh làm vậy lớn tiếp. Đó, đó, đây nè, bạn trai em tới nơi rồi nha. Đó, anh nè, anh phải học người ta nha. Người ta vừa có tiền, người ta vừa lịch sự với em vô cùng. Anh học đây nè, coi bạn trai em tới đây nè. Em. Anh. Trời ơi, chào em. Rồi, bạn trai bà con với Nam Lộc. Trời ơi, chào miếng đất đang lên giá của anh. Trời ơi, miếng đất của anh bữa nay hot quá. Dạ, cảm ơn. Nhìn em là anh muốn deposit. Hả? Đóng lãi suất rồi cho nó vô escrow luôn. Chứ mà để tiền lời thả nổi như vậy, trời ơi, nguy hiểm quá cưng ơi. Trời ơi trời, bệnh nghề nghiệp gì dữ vậy trời. Vợ tôi một hôm miếng đất đang lên giá. Ê anh bạn, muốn đóng escrow á là phải cút credit nha. Bớt credit kia là đóng như mặt ông á. Ê, không làm gì vậy? Trời ơi, làm như nóng như tiệt tùng mà nóng vậy. Dù, em nói nghe không có sao hết trơn á. Cái miếng đất này em for sale với owner anh ơi. Đúng rồi. Vậy anh dễ tính em. Anh nói anh ơi, cho nó đi anh. Sao? Em hơi buồn anh đó nha. Buồn gì? Hôm nay tới trễ quá à. Trời ơi em ơi, anh bận từ sáng tới chiều. Vậy chở à? Mấy người khách đó em, đi coi đất hơi xa. Ồ đó, thấy chưa, thấy tao buôn bán không? Đi coi đất hả anh? Vậy là có buôn bán được không anh? À chưa. Ủa vậy chứ sao? Họ nói miếng đất đó nhiều đồi núi quá, họ nhờ anh kiếm một miếng bằng bằng láng láng chút xíu em. Ờ vậy đó hả? Có miếng đất này, có miếng đất này gần lắm mà lát ho à. Ở đâu vậy? Chỉ có tiền cò anh. Cắt chân mày anh hai phần. Xây được cái phi trường luôn đó nha. Trời đất ơi. Láng lắm à. Cha nói chuyện dễ quê vậy. Anh này ai nói chuyện kỳ cục vậy? Anh mới hôm nay tại tiệc là bạn chung của tụi em. Tụi em xin giới thiệu với anh, tôi là chồng của miếng đất đang lên giá của anh. Trời, tưởng gì ngon lắm. Chồng miếng đất đang lên giá. Chồng cũ của em đó hả? Nhưng mà giấy tờ sắp xong. Trời ơi, nãy giờ sao em không nói? Em đúng. Xin lỗi em. Em đứng qua một bên để anh giải quyết cái vụ này cho. Anh đừng nóng. Thôi đừng nóng anh. Để anh. Gì đây. Sắp ly dị rồi phải không? Rồi sao? Mà ly dị là phải bán nhà. Mà bán nhà là phải kiếm tôi nha. Tôi lo từ A tới Z. Khoan. Chỗ quen biết cho lại hai chấm. Đặc biệt văn phòng có làm loan. No fee, no cost, no appraisal. Còn free luôn credit report nè. Cái gì cũng free, lấy gì ăn? Ôi còn nhiều chỗ ăn. Bởi lắm vậy tôi làm việc kiểu này nè, phi hết là nâng tiền lời tôi lên ăn phải không? Bởi vậy là mang kiểu cạnh tranh phá giá kiểu gì? Này nè. Đồng hương hại đồng hương nè. Gì đồng hương hại đồng hương? Thế còn gì nữa thì ra đi cha. Gì kỳ á? Rồi sao? Bán thôi chứ làm gì la dữ vậy?
La quá rụng tóc cha. Trời ơi, không có tóc mà vuốt hoài. Gì? Tôi đi nhiều chỗ rồi, tôi chưa thấy có con cha nào mà nhiều chuyện như cha này hết á. Tôi làm gì đâu nhiều chuyện cha. Thiệt. Anh không thể tưởng tượng được sao làm anh? Sao mà em có thể sống với một cái người đàn ông mà như vậy được. Em... một người chồng mà mang lại cho em nhiều cái đau khổ. Dạ. Một người đàn ông quá lỗ mãn. Dạ. Anh dạ. Anh quá tiếc cho em. Sao anh tiếc cái gì anh? Em coi, dạ. Em hoàn hảo như vậy. Dạ. Em đẹp đẽ như vậy, em xinh xắn như vậy. Thấy chưa, nghe chưa? Anh nhìn em thấy giống như là... Em nói anh nghe nè, bây giờ giống cái gì? Anh nói lớn đi anh. Giống nói như là... Nói đi anh, giống cái gì? Một căn nhà 2 tầng, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, sân trước sân sau được tân trang hoàn chỉnh, tên điện nước đầy đủ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chỉ có điều tầng dưới bự hơn tầng trên. Nhưng mà không sao, I like it. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Anh ơi anh. Trời ơi, anh so sánh phụ nữ, anh so sánh với bông với hoa, anh so sánh với nhà cửa làm sao? Anh nói hồi dám anh nói nhà em gara vô đường lúc 2 xe là chết anh ơi. Xin lỗi em. Em hiểu lộn ý anh rồi. Ý của anh muốn nói là một căn nhà giá trị như em như vậy, một căn nhà hoàn chỉnh như vậy mà lại nằm trong một cái location quá tệ. Trời ơi. Ơi ra bạc. Nó phải nằm trong một cái good location là anh nè. Nhà địa ốc Điền Văn Trạch. Trời ơi, cái nước Điền Văn Trợt á. Cha này bình thường tôi chết liền á. Trời ơi, cha này chắc đổ máu liền. Thôi thôi thôi, đừng nóng, đừng nóng. Trời ơi, trời, bởi vì người ta nói cung phu tôi nó triệt mà. Tôi bỏ ông chồng cà chớn, tôi gặp thằng khác cà chớn hơn đấy. Thôi anh đừng nóng anh ơi, thôi đừng nóng anh ơi. Thôi thôi đừng nóng. Tôi tội nghiệp bà quá. Sao tội nghiệp? Bà tôi tưởng bà tìm ai hơn tôi ai về đó. Cũng hơn được anh vậy. Bà có bạn gái tôi tới nè. Cái gì? Bà coi nè. Tracy. Giới thiệu với bà Tracy Phạm. Năm nay 22 tuổi, chiều cao 6 thước. Hả? À, phải lộn, 6 feet 6 feet. Tôi hãi à. Với một thân hình tuyệt mỹ, dòng 1 36, dòng 2 25, dòng 3 36, cân nặng 40 pound chưa tính xương. Hi honey. Hi em. Trời ơi, có gì đâu mà Tracy dữ vậy. Trời ơi, có gì đâu mà tôi thấy quá dễ nè, thấy không, quá dễ không? Thấy chưa? Còn cái này hơi khó. Mà trời, có gì đâu. Dòng 1 36, dòng 2 25, tôi cũng 36 25 vậy mà ngược lại dòng 1 25 dòng 2 26. Trời ơi. Quá bực mình à. Quá xuất sắc quá. Ở gì vậy? Ai vậy anh? Giới thiệu với em bạn bè. Ôi bạn anh mới em phải ra chào chứ. Có thấy chưa? Bạn lịch sự không? Ra chào đi anh. Hi. Hi. Chào bác. Nice to meet you. Hi. Chào ông. Chào. Oh, your head. Oh, but you're still handsome. Nói cẩn thận là nha em. Em xong nay em tới trễ vậy, hẹn quá trời, chờ em lâu lắm á. Ồ, tại em phải đưa má em đi chùa. Trời, thấy chưa? Thấy gái ta không? Đưa má đi chùa. Sao em? Má đi chùa vui không em? Không, má em hơi buồn. Trời ơi, sao má em buồn hả? Anh biết không? Má em đi chùa. Thấy mấy bà bạn đeo hộp xoàn bự như thế này nè. Coi chừng á, đồ bự á, đồ dởm nè em ơi. Vô duyên quá à. Vô duyên quá à. Còn sao em? Má em á, thì đeo hộp xoàn có chút xíu Đồ nhỏ là đồ thiệt. Có duyên quá à. Có duyên quá à. Ồ, hay là Sao em? Bữa nào anh rảnh á, anh dẫn em đi ha. Mua hộp xoàn cho má em. Thôi, anh nghe này. Em đừng có nói ba vô hộp xoàn bây giờ, kỳ lắm nha em. Em, hôm nay em tới em băng tân gia, nhà bạn của anh á, anh thấy nhà bạn đẹp không? Oh, it's so pretty. Yeah. Anh biết không, cửa trước nhà bạn anh á, nó bù như vậy tốt lắm đó. Cái cửa trước hả em? Cái đó là double door, có giá lắm á. Nhà anh cũng double door đó em. Nhà ông cũng bự
vậy hả? Ừ, dạ, bự vậy đó. Chứ vậy tốt lắm đó. Quá tốt. Ừ, nếu mà chết đó thì khiên hòm ra dễ lắm. Trời ơi, trẻ chi mà quá vô duyên, trẻ chi mà quá vô duyên. Em già mà nghe nè. Thôi đi ba, em ơi, mình đang tân gia mà đừng nói chết. Thấy không? Đừng nói chết nó xui xẻo không luôn nha. Sorry anh, tiếng Việt em không rành. Ý của em á là có cửa rộng á, nó tốt á. Tại vì á, ví dụ không còn sống nữa đó thì khiến hòm ra dễ. Trời ơi, đừng nói vậy, đừng nói vậy. Có điện thoại à? Thì bà làm gì vậy? Có điện thoại. Có ai gọi nè? Ai gọi vậy? Có điện thoại, chết chà. Ai gọi nãy giờ? Dùng gì vậy em? Hello. Ồ, má hả má? Dạ con này má, dạ vui lắm má, dạ dạ. Gặp nhiều đông đủ bạn bè lắm má, dạ. Sao má? Hả? Má nói cái gì? Trời ơi, con đã nói với má rồi, bụng nó yếu lắm. Má đừng cho nó uống sữa lạnh. Cái gì? Nãy giờ đi 8 lần rồi hả? Thôi chết rồi, thôi con về liền, con về liền. Dù gì vậy em, dù gì vậy? Dùng anh ơi, gì vậy? Chắc em đi vô đi tiệc không được đâu. Sao vậy? Ông ấy vậy đi ha. Trời em phải đi về nhà, con em nó bị. Ủa con em nó bị sao? Nó bị. Hả? Con em nó bị cái gì? Nó bị Tào Tháo rượt. Trời ơi. Tào Tháo rồi, làm gì dữ mà dữ vậy? Anh bệnh hoài ha. Hả? Em về em cho nó ăn 3 trái ổi, 4 trái hồng. Trời ơi, nó nín 1 tháng luôn. Ê, vừa phải đó nha cha. Cô nít bị Tào Tháo 3 trái hồng, 4 trái ổi, nín cả tháng luôn hả? Ông thuốc nam. Anh. Vừa phải đó. Chuyện gì vậy anh? Gì em? Em ơi, xin lỗi em nha, anh phải về tại con nó bị tiêu chảy. Ê, trời ơi, cô ơi, cô làm gì vậy? Trời đúng là cô chưa có con mà tự nhiên con nó tiêu chảy mà cô yếu là sao? Chừng nào có con rồi biết xót xa dữ lắm chứ phải giỡn mà. Gì vậy? Không tự nhiên là hai chồng không mà nhào vô rồi ăn hiếp cô gái ta như vậy nè. Trời đất ơi, mà hai người đàng hoàng phải nói chuyện gì kỳ cục vậy? Từ từ lại với... Trời ơi. Miếng đất này còn dữ hơn miếng đất kia nữa. Trời ơi, đất kia là đất liền, còn đất này là đất sát biển đó nha. Trời ơi, em ơi, em ừ một tiếng thôi là anh trả overprice liền. Ô, mà anh, em đâu có cần tiền bạc đâu. Cái gì chứ em cần cái gì? Em chỉ có muốn mua hột xoàn trên má em thôi. Trời ơi, thôi, chuyện nhỏ, bà ngoại em muốn anh cũng mua luôn cho nữa. Thôi ơi, bây giờ anh dẫn em đi tới xia, anh mua cho em một bịch hột xoàn tắm. Okay. Trời đi em ơi. Này, đợi anh chút. Bye. Đó thấy không? Anh thấy không? Anh mê nó trẻ đẹp, nó trẻ đó, đó. Rồi đó rồi thôi không bao giờ đọt xoàn, thấy không? Thấy thằng cha già xói xọi gì mà theo liền theo. Không thấy rõ ràng không? Nó đâu yêu thương gì anh đâu. Đó. Còn ba nữa. Sao? Nó nói đó. Sao? Nói lịch sự đó. Hả? Nói bà miếng đất đang lên giá đó. Thôi. Gặp nhỏ kia hôm miếng đất ở ngoài biển. Bỏ vào điên nước kìa mà, thấy chưa? Đó, bởi vì em nói với anh rồi, không ai bằng em lo cho anh hết trơn. Mười mấy năm trời hy sinh cho anh cho con. Anh không có biết em hết trơn, anh đi theo chi đó, theo đâu, đâu được gì đâu. Rồi em cũng bước ra đời, em cũng đâu thấy gì được đâu. Bởi vậy cho nên là em nói thiệt anh ấy. Tôi biết rồi. Bởi vậy tôi thiệt, tôi ra rồi ngẫm nghĩ tôi thấy như ra đời, tôi kiếm không người nào thấy bà được nha. Bởi vậy em mới nói nghe nè, nó dù sao chăng nữa. Mình cũng... Tôi lo cho con tôi đã. Khoan. Ủa, bà về bà lo cho con bà chứ bỏ phải con tôi vậy? Đi phải chờ tôi đi. Bây giờ bà gấp gì bà lái xe không cẩn thận rồi rủi có chuyện gì tôi tìm nó đâu ra bà. Ủa sao nó nghe câu được dữ vậy ta? Sao? Mà nó nói vậy còn đứng yên chi nữa, thôi đi lẹ lên. Cho đi đi hả? Đi. Rồi đi. Bây giờ nói em nghe. Em nói nghe nè. Ăn uống rượu rồi để em lái xe cho. Không em làm sao? Anh lái cho. Em đây em lái. Để anh lái. Em đây em lái mà. Nếu cãi đó không phải nhịn được. Tôi đi vô đi. Vô lẹ lên. Về chứ con.